Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm hai gói không khí của Đà Lạt. Đây là gói không khí Hồ Xuân Hương. Đây là gói không khí đồ nướng của Đà Lạt. Hai cái bịch này mình mua với giá là 15.000 một bịch. Ở đây thì mình thấy người ta có ghi cách sử dụng nè. Cắt nhỏ một góc ở bịch đưa lên mũi hết sâu rồi sau đó nhắm mắt lại để cảm nhận. Bây giờ thì mình sẽ thử trước cái gói không khí Hồ Xuân Hương. Mình vừa cắt xong rồi nè các bạn, không dám mở mạnh sợ nó bay đi. Xin mời các bạn nha. Để gói lại lát mình đánh giá chung nha. Tiếp theo là gói không khí đồ nướng Đà Lạt. Xin mời các bạn nha. Nãy giờ mình ngửi á, thì mình thấy nó mát mát. Giờ mình nghe được cái mùi bọc ni lông và cái mùi giấy, chứ chưa nghe được cái mùi Đà Lạt. Sao kỳ vậy ta? Ở đây mình thấy người ta có ghi thành phần đàng hoàng mà. Cái túi này cũng có thành phần luôn, gà sốt tiêu xanh gì nè. Không biết có phải là đó giờ mình chưa từng đi Đà Lạt nên mình không có biết cái mùi Đà Lạt ra sao, hay là do cái này ít quá phải mua tầm 10 bịch mới cảm nhận được. Hai cái này thì còn gần nửa bịch nè. Bạn nào lấy không mình bát lại cho nha. Các bạn ơi, mình vừa săn được thêm hai gói không khí của Đà Lạt vị mới luôn nè. Đây là không khí nhà ma Đà Lạt, còn đây là không khí đồi chè Cầu Đất của Đà Lạt. Mình có đặt thêm ánh sáng mặt trời thung lũng ở Đà Lạt nữa, chắc vài hôm nó sẽ có. Có nhiều bạn gợi ý với mình đó là cái này phải bỏ vô tủ lạnh nữa, nhưng mà thôi, mình thích cái sự nguyên bản hơn. Mình trải nghiệm gói không khí nhà ma của Đà Lạt nè. Ở đây có thành phần và lưu ý nè. Các bạn phải thật là lưu ý nha, bay một hơi là mất đi 2.000 á. Xin mời các bạn nha. Tiếp theo là đồi chè nha, đây là không khí săn mây. Xin mời các bạn nha. Ok, ngoài cái mùi bọc ni lông và mùi giấy ra thì lần này mình nghe được cái mùi băng keo nữa. Chắc là do trong quá trình vận chuyển á. Nhưng mà cái điểm cộng ở đây á, là mình thấy người ta đóng gói rất là chắc chắn, cái hơi nó không có bị lọt ra ngoài. Và ở đây thì người ta có ghi thành phần và hướng dẫn sử dụng luôn. Lần này thì hết rồi, không có bát lại được. Các bạn có mua thì nhớ chọn shop uy tín mà mua nha, tránh mua nhầm hàng nhái, hàng kém chất lượng.